mới này nè là mấy bạn xài cái mắt đối ok nha, vừa luôn nha, không có chật chội mà không có cấn cái gì nè, tức là đã thử là đóng thử rồi. Thứ hai là cái chip này thì cũng đã test rồi, nó cho thợ cưa tràm á, là cưa công nghiệp đó, ngày họ cắt khoảng tầm 10 tiếng thì cái độ giảm, cái độ bén, cái độ dũa đó cũng tương đương với cái chip đang tốt thị trường, cho nên là mấy anh em cứ mua thử xài nha, chứ là rất tiết kiệm chi phí trong cái thời mà bảo giá như vậy. Mua một cục xích này thì cũng dư là được vài chục để uống lon nước thay vì mua cái xích chính hãng. Rồi chúc mọi người nha, bye bye mọi người, bye bye mọi người nha.